Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cặp tỳ hưu thạch anh tóc tài lộc. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Cặp tỳ hưu thạch anh tóc tài lộc thích hợp để làm mặt dây và nhẫn. Trong truyền thuyết, tỳ hưu là linh vật hút tiền tài, giữ của cho gia chủ. Chính vì vậy, các sản phẩm chế tác tỳ hưu luôn được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Tỳ hưu thạch anh tóc hợp mệnh kim và mệnh thổ. Cặp tỳ hưu thạch anh tóc tài lộc phù hợp làm quà tặng cho người thân và bạn bè. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.